Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Nam Dương. Và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên được đánh đi từ Đắk Lắk cho biết đã có hàng trăm căn nhà bị ngập do mưa lũ. Vào sáng ngày 11 tháng 1, đại diện chính quyền tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tích cực khắc phục hậu quả do trận mưa lớn từ chiều và đêm ngày 10 tháng 11 gây thiệt hại nặng cho tỉnh này. Theo ghi nhận tại một số khu vực, đã có hơn 300 ngôi nhà bị ngập nước với khoảng 300 hectare lúa và hoa màu ngập úng. Đặc biệt, các tuyến đường giao thông bị sạt lở và chia cắt khiến nhiều học sinh không thể đến trường. Vào sáng cùng ngày, một số huyện ở Đắk Lắk vẫn mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết. Người dân vùng ngập đang tiến hành đưa đồ đạc và gia súc đến nơi khô ráo, trong khi giới hữu trách thì dùng cano vận chuyển mì tôm và nước uống cứu trợ người dân. Điều đáng nói là nước dâng cao cũng làm tăng nguy cơ vỡ đập thủy lợi Ehamun, có dung tích khoảng 700.000 mét khối. Lực lượng chức năng đang túc trực để ứng cứu nếu có tình huống xấu xảy ra. Phát hiện nhiều container xuất cảng sang Nam Hàn trốn thuế. Hải quan cửa khẩu cảng thành phố Sài Gòn hôm 11 tháng 11 cho biết vừa phát hiện và ngăn chặn một lô hàng nhôm phế liệu xuất cảng đi Nam Hàn, nhưng được dán nhãn là hàng ống thép tròn, mạ kẽm nhằm trốn thuế. Được biết, lô hàng bao gồm 4 container thuộc sở hữu công ty Lâm An có trụ sở tại Sài Gòn, được xuất đi vào ngày 7 tháng 11 sang Nam Hàn. Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp này khai là ống thép tròn mạ kẽm, có thuế xuất xuất cảng là 0%. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy toàn bộ hàng hóa là vỏ nhôm phế liệu, có mức thuế xuất cảng là 22%. Theo ước tính ban đầu, trị giá lô hàng khoảng 3 tỷ đồng. Như vậy, số thuế phải đóng là trên 500 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, hồi tháng 6 2019, công ty Đức Minh có trụ sở tại Hà Nội cũng có hành vi trốn thuế tương tự khi cho xuất cảng 5 container nhôm phế liệu sang Nam Hàn, nhưng lại dán nhãn là gốm đất nung để được hưởng thuế xuất cảng là 0%. Những hạn chế trong lĩnh vực du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Mặc dù được gọi là thành phố du lịch, nhưng nhiều du khách và đặc biệt là du khách quốc tế cho biết đã cảm thấy thất vọng với các dịch vụ ban đêm tại Đà Nẵng. Điều này khiến cho thành phố Đà Nẵng không được đánh giá cao. Cụ thể, nhiều du khách trong nước và quốc tế cho biết các hoạt động du lịch tại Đà Nẵng vào ban ngày rất tốt, nhưng kết thúc khá sớm vào ban đêm. Nhiều người muốn được trải nghiệm các dịch vụ đêm đều cảm thấy thất vọng. Ngay một số điểm chợ đêm cũng hạn chế mở cửa đến 23 giờ. Nhiều du khách cho biết khi đến một số thành phố, không chỉ muốn thưởng thức dịch vụ vào ban ngày, mà ban đêm cũng là thời điểm thú vị để khám phá. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như các dịch vụ còn xen lẫn nhà dân dẫn đến mâu thuẫn, ảnh hưởng giữa sinh hoạt người dân và hoạt động du khách, giữa khách vui chơi, giải trí và khách lưu trú. Đặc biệt là du lịch Đà Nẵng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời vụ, một số hoạt động khó tổ chức vào mùa mưa như chợ đêm Sơn Trà hay các chương trình âm nhạc đường phố. Người dân Đà Nẵng được cho là cũng chưa quen với các sinh hoạt về đêm, nên khó vận động mọi người chung tay phát triển các dịch vụ giải trí về đêm. Bể đường ống dẫn khiến cho 7 tấn dầu của công ty Jinfeng tràn ra sông. Tối ngày 11 tháng 11, đại diện công ty xi măng Jinfeng ở Hải Phòng xác nhận đường ống dẫn dầu của công ty vừa bị bể một đoạn với đường kính khoảng 1,1 cm, khiến cho một số lượng lớn dầu bị tràn ra ngoài môi trường. Hiện công ty này đang tập trung để khắc phục hậu quả. Được biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 10 tháng 11, khi nhân viên kỹ thuật của công ty phát hiện đường dẫn dầu FO bị bể một đoạn, có đường kính khoảng 1,1 cm. Sự việc đã khiến khoảng 7 tấn dầu FO chảy tràn qua cống quay và bể dầu, thoát ra hệ thống thoát nước của công ty và tràn ra sông. Trong tổng số dầu ước tính khoảng 7 mét khối tràn ra ngoài, thì có 5 mét khối thoát ra mặt bằng thuộc công ty, 2 mét khối thoát ra môi trường. Tính đến chiều tối 11 tháng 11, giới hữu trách đã quay và hút dầu tràn, đồng thời tiến tới thực hiện công đoạn 3 là làm sạch môi trường. Một bé gái 13 tuổi tự đến công an và trình báo bị cha ruột hiếp dâm nhiều lần. Theo thông tin ban đầu, một bé gái 13 tuổi ngụ ở xã Bình Hòa Phước đã tự đến công an trình báo là bị cha ruột của mình 45 tuổi ép quan hệ tình dục nhiều lần tại nhà. Không chịu nổi hành vi đồi bại của người cha, bé gái 13 tuổi đã đến công an trình báo. Ngày 11 tháng 11, đại diện công an Vĩnh Long xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo trình báo, vào khoảng năm 2018, người đàn ông này bắt đầu cưỡng hiếp bé gái tại nhà riêng. Sau đó cứ 2-3 ngày, ông lại tiếp tục kêu con gái vào phòng để thực hiện hành vi đồi bại. Đến ngày 8 tháng 11, ông tiếp tục kêu con gái vào phòng. Do biết ý đồ của cha nên bé kiên quyết không đồng ý thì bị ông chửi bới. Bé đành bỏ nhà đi và ít ngày sau đó đến công an trình báo. Chính quyền địa phương nơi bé cư ngụ cho biết ông này có vợ nhưng sinh sống ở nơi khác. Cách đây hơn 10 năm,
ông trở về địa phương với vợ mới. Được một thời gian thì người vợ bỏ đi, để lại con gái chồng chăm sóc. Do hoàn cảnh khó khăn nên ông được chính quyền địa phương xây cho một căn nhà để ở và hàng ngày ông vẫn đi làm thuê kiếm sống. Bản tin tiếp theo đánh đi từ Tuyên Quang cho biết đã có 5 người đàn ông kêu oan vì vô cớ bị cáo buộc giết người. Tòa án ở tỉnh Tuyên Quang vào hôm 10 tháng 11 cho biết đang xem xét vụ án 5 người đàn ông khởi kiện Viện Kiểm sát tỉnh này, đồng thời yêu cầu phải bồi thường thiệt hại vì đã vô cớ cáo buộc họ tội giết người và bắt giam họ 31 tháng. 5 người này gồm Đặng Văn Quang, Đặng Văn Tuyên, Đặng Viết Sơn, Bàn Văn Thái và Bàn Văn Tiếp. Sau 12 phiên sơ thẩm, công an đã đình chỉ điều tra và trả tự do cho họ. Dù đã được ra tù 4 năm, nhưng họ vẫn sống trong uất ức tủi nhục. Những lá đơn viết tay được gửi đi khắp nơi kêu oan nhưng không có hồi âm. Được biết trước đó, rạng sáng ngày 16 tháng 7 năm 2012, tại huyện Hàm Yên xảy ra vụ việc một người đàn ông bị chết tại nhà riêng không rõ nguyên nhân. Sau đó, vợ ông đã trình báo sự việc đến công an. Trong quá trình xác minh, công an nhận được đơn tố giác nạc danh gửi tại hòm thư trụ sở công an với nội dung ghi rõ danh tính 5 nghi can giết anh Cường. Căn cứ nội dung lá đơn nạc danh, công an mời lần lượt 5 người lên làm việc, đồng thời đưa ra những kết luận vô căn cứ. Liên quan đến việc này, thì Viện Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang cho biết 5 bị can đã được đình chỉ điều tra, họ không đồng ý nên đã kiện ra tòa yêu cầu bồi thường. Mọi phán quyết nay thuộc về Tòa án tỉnh Tuyên Quang. Tin tại Ninh Bình cho biết đã có 30 kiosk bị thiêu rụi sau trận hỏa hoạn. Truyền thông trong nước hôm 11 tháng 11 loan tin, hàng chục gian hàng ở chợ Gián Khẩu thuộc xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn đã bốc cháy nghi ngút vào trưa ngày 9 tháng 11. Các tiểu thương cho hay khoảng 12 giờ, ngọn lửa bùng phát ở quầy hàng khu vực trung tâm, sau đó nhanh chóng lan sang các kiosk xung quanh. Do trời nắng, không khí hanh khô khiến lửa bùng lên mỗi lúc mỗi dữ dội. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động hơn 70 người cùng 9 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Nhà chức trách cho hay chưa phát hiện thiệt hại về người, nhưng vụ cháy đã thiêu rụi hơn 30 kiosk, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. Được biết, chợ Gián Khẩu có hơn 200 kiosk buôn bán nhiều mặt hàng. Đây là khu thương mại lớn nhất huyện Gia Viễn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Lại thêm một vụ công an hành xử thô bạo với người dân. Công an tỉnh Thái Nguyên hôm 11 tháng 11 cho biết vừa ra quyết định tạm nghỉ việc một tháng đối với Thượng úy Nguyễn Sô Việt để xác minh làm rõ thông tin phản ánh trên mạng xã hội. Xin nhắc lại, vào sáng ngày 11 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip về một người đàn ông tại trạm dừng Hải Đăng thuộc xã Tân Phú, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, người này sai con trai lấy hàng hóa nhưng không trả tiền, đến khi bị nhắc nhở thì đánh nhân viên. Sau khi camera trạm ghi lại thì cậu con trai đã vào lấy gói xúc xích, người đàn ông gọi cậu bé mở gói hàng ra ăn nhưng không trả tiền. Thế vậy, hai nhân viên tới nhắc nhở và yêu cầu thanh toán. Ngay lập tức, người đàn ông này đã ném xúc xích vào người nhân viên nữ, sau đó tiến tới và tát mạnh vào mặt của nhân viên nam. Nhiều người chứng kiến tỏ ra bất bình với cách hành xử lưu manh nêu trên. Sự việc sau đó được công an giải quyết và hai bên bước đầu đã hòa giải. Được biết, người đàn ông tát nhân viên là một sĩ quan công an làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Phát hiện 35 người dương tính với ma túy trong một quán bar ở Đà Nẵng. Sáng ngày 10 tháng 11, công an ở thành phố Đà Nẵng cho biết đang lập hồ sơ xử lý 35 người dương tính với ma túy bị phát hiện tại quán bar Q Lounge, tọa lạc ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Rạng sáng cùng ngày, giới hữu trách đã kiểm tra đột xuất quán bar này. Vào thời điểm kiểm tra, tại quán có khoảng 100 khách và công an phát hiện nhiều gói nghi là chất ma túy vứt bỏ dưới sàn nhà. Kết quả giám định cho thấy là 35 người dương tính với ma túy. Ngoài ra, công an cũng xác định cơ sở kinh doanh này hoạt động quá giờ và không chấp hành đúng quy định về hoạt động kinh doanh. Quán bar này trước đó có tên là F3 Club và mới được đổi tên khoảng vài tháng. Trước khi đổi tên thì F3 Club đã hai lần bị công an kiểm tra và phát hiện hàng chục khách hàng dương tính với ma túy. Được biết trước đó, công an tiến hành kiểm tra vũ trường lớn nhất của Đà Nẵng là New Phương Đông thì phát hiện 75 người dương tính với chất ma túy. Tại TV Club phát hiện hơn 100 người cũng với hành vi tương tự. Một nam thanh niên chém liên tiếp lên người của một người phụ nữ tại Hà Đông. Chiều tối ngày 11 tháng 11, Công an tỉnh Hà Đông cho biết tại khu vực phường Phú La vừa đã xảy ra một vụ thanh niên dùng dao chém người liên tiếp khiến cho nạn nhân bị thương nặng. Cụ thể, vào khoảng 20h50 ngày 10 tháng 11, một nam thanh niên bất ngờ đi vào một nhà nghỉ ở phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội và chém liên tiếp một người phụ nữ sinh năm 1971 khiến bà này bị thương nặng nhập viện cấp cứu. Theo người con gái nạn nhân thì nam thanh niên khoảng 30 tuổi.
Khi vào nhà, người này tự kéo kính cửa và nhờ nạn nhân gọi điện thoại cho công an vì anh ta đang bị truy sát. Tuy nhiên, nạn nhân không gọi được vì máy bận. Bà tiếp tục gọi cho người quen. Sau đó, nam thanh niên dùng những lời lẽ đe dọa bà này, rồi túm tóc, dùng dao chém liên tiếp vào người bà, mặc cho nạn nhân vùng vẫy và ngã gục xuống sàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an có mặt tại hiện trường và đưa nam thanh niên về phường điều tra. Giới hữu trách cho biết chưa có hồ sơ bệnh án về thần kinh của thanh niên này. Tuy nhiên, người này đang bị công an theo dõi vì trước đó từng gây mâu thuẫn với những người xung quanh và thậm chí với cả bố đẻ của mình. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh cùng với Thi Nhung và phần vừa đọc của Nam Dương. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.